Em bị lạc nội mạc tử cung này, bị u xơ tử cung này, u nang buồng trứng. Mà mình tên là Trần Thị Nga, quê ở Ninh Bình. Anh tên là Vũ Anh Tuấn. Vợ chồng em đến đây chữa lần này là lần thứ 3 rồi. Và em cũng đã được một em bé rồi. Em muốn là sinh thêm em bé nữa. Vợ chồng em tiếp tục đi lên bệnh viện để nhờ các bác sĩ can thiệp. Em là người rất là nhiều bệnh mà em là bác sĩ nói là đầu dò đi đến đâu là có bệnh đến đấy. Đầu dò đi đến đâu là có bệnh đến đấy. Cả u vú em cũng có. Mà em bị lạc nội mạc tử cung này, bị u xơ tử cung này, u nang buồng trứng. Bác sĩ rất là nhiệt tình giúp đỡ em mà em đã có bé rồi nên bây giờ em rất là tin tưởng các bác sĩ ở bệnh viện bưu điện. Em đi cũng nhiều bệnh viện rồi đấy, nhưng mà em cuối cùng em vẫn phải quay về đây vì là em thấy các bác sĩ ở đây rất là nhiệt tình, nhẹ nhàng và ân cần, giống như các bạn nói. Thì rất là may mắn em chuyển phôi lần đầu tiên thì em được một bé luôn, là bác Nhã là người chuyển phôi cho em. Thôi, vợ chồng em năm nay cũng nhiều tuổi rồi nhưng đã hết niềm tin về bác sĩ nên là sẽ cố gắng đi lần này nữa. Tôi rất cảm ơn, mặc dù rất là vất vả nhưng chúng tôi cũng rất vui bởi vì cái số lượng các bạn đến bệnh viện bưu điện đã đến với chúng tôi. Hôm nay bước sang ngày thứ 5 của kỳ khám miễn phí của Trung tâm Hỗ trợ Sinh sản Bệnh viện Bưu điện. Tổng kết đến ngày hôm qua là chúng tôi đã được khám được khoảng 7.000 lượt khám. Giờ này là 9 giờ sáng, đã có khoảng hơn 1.000 lượt khám. Trung tâm Hỗ trợ Sinh sản Bệnh viện Bưu điện với một cái bề dày rất là kinh nghiệm trong khám miễn phí. Do đó, mặc dù số lượng bệnh nhân rất lớn, chúng tôi đã có sự phối kết hợp giữa Trung tâm Hỗ trợ Sinh sản với các khoa phòng khác như phòng xét nghiệm, phòng chẩn đoán hình ảnh, bộ phận IT. Do đó, khám bệnh nhân cũng như trả lời kết quả bệnh nhân với một thời gian rất là ngắn và độ chính xác cao. Khi kết hôn, mỗi chúng ta ai cũng mong có con cái là hạnh phúc của mỗi gia đình. Nhưng hạnh phúc của chúng ta chỉ vẹn tròn khi chúng ta sinh được những em bé hoàn toàn khỏe mạnh. Đấy là chuyên nghiệp, các cái thủ tục rất là nhanh chóng, rất là nhiệt tình. Từ ngay cả các bác bảo vệ cho đến những cái nhân viên bác sĩ hộ thì đều vô cùng nhiệt tình và nhẹ nhàng đối với bệnh nhân chúng em. Chúc các bác sĩ sức khỏe và nhiệt huyết. Chúc toàn thể bệnh viện sẽ thật nhiều sức khỏe và sẽ cống hiến ngày càng nhiều cho đất nước. Chúc cho bệnh viện ngày một phát triển và cho các bệnh nhân sớm đón được con yêu, và em cũng thế ạ. Còn 2 ngày nữa các bạn hãy đến với Trung tâm Hỗ trợ Sinh sản Bệnh viện Bưu điện. Chúng tôi sẽ khám miễn phí cho các bạn và giúp các bạn tìm hiểu về sức khỏe sinh sản và giúp các bạn có được hạnh phúc gia đình vẹn tròn hơn nữa khi các em bé hoàn toàn khỏe mạnh. Chỉ còn 2 ngày nữa thôi, hãy đến với tuần lễ khám miễn phí của Trung tâm Hỗ trợ Sinh sản Bệnh viện Bưu điện.